Vâng, xin mời câu trả lời của đội dân Hồng Biên ạ. Em thưa cô là vùng nước biên giới là vùng nước trên các đoạn sông suối biên giới hoặc các vùng nước khác mà trên đường biên giới trên đất liền Trung Quốc. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của đội dân Hồng Biên. Câu số 2. Các bạn chú ý lắng nghe nhé. Những hoạt động sản xuất trái phép nào của cư dân tại vùng biên giới bị nghiêm cấm? Vâng, xin mời đội số 3, đội biên giới. Yêu cầu về an ninh chính trị kinh tế trong vành đai biên giới
Trong vành đai biên giới, một số khu vực thường có dân cư cư trú, sản xuất, đi lại với một địa giới xác định và có cắm biển cấm. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của dân vùng biên. Đội 2, chúng ta cố gắng lên. Các bạn cầm cờ thật chắc nhé. Chúng ta cùng lắng nghe câu hỏi tiếp theo. Đường thông tầm nhìn biên giới là gì? Đội số 1 rất là xuất sắc. Vâng, xin mời đội dân vùng biên trả lời câu hỏi này ạ. Đường thông tầm nhìn biên giới là đường rộng từ 5 đến 7 mét, mỗi bên rộng 2,5 đến 3,5 mét. Do hai bên cùng ở xã trên đoạn được xác định là đường biên giới, mục đích làm cho đường biên giới có dạng thế nhận biết. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của đội dân vùng biên. Các bạn cầm cờ thật chắc nè và lắng nghe câu hỏi tiếp theo của cô nhé. Trên tuyến biên giới Cao Bằng Việt Nam, Quảng Tây, Trung Quốc có bao nhiêu cặp cửa khẩu song phương và bao nhiêu cặp cửa khẩu phụ? Vâng, xin mời đội số 2 trả lời ạ. Cô là có 3 cặp cửa khẩu song phương, 3 cặp cửa khẩu phụ. Các cặp cửa khẩu phụ, các cặp cửa khẩu song phương, Tà Nùng, Thủy Khẩu, Sóc Trăng, Bình Mãn, Trà Vĩnh, Long An, các cửa khẩu phụ. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của đội tuyên truyền. Cả ba đội chú ý lắng nghe câu hỏi tiếp theo. Việc thay đổi địa hình sông, suối, biên giới có làm thay đổi hướng đi và vị trí của đường biên giới không? Vâng, tôi xin sự hỗ trợ của ban giám khảo để dưới nhìn rõ hơn ạ. Vâng, phía ban giám khảo có chỉ định là nhìn đội tuyên truyền. Vâng, xin mời đội tuyên truyền trả lời câu hỏi này. Vậy là đã kết thúc phần câu hỏi trả lời nhanh.